Do chúng tôi là từ cộng đồng thì là cái việc mà thân thiện, am hiểu, đồng cảm với cộng đồng của mình nó sẽ có nhiều hơn. Trong tất cả mọi cái hoạt động thì bản thân là các tổ chức ngoài cộng đồng thì họ làm việc thì hầu như là chưa có một cái tư cách pháp nhân. Thì tất nhiên phải có một cái sự phối hợp từ bên y tế thì đó sẽ là tạo một cái thuận lợi rất là lớn, cũng như tạo mọi cái động lực để cho các bạn có thể làm việc, và cũng nghĩa là mình sẽ đóng góp vào cái vấn đề mà tình hình các giảm cái nguy cơ cũng giống như là chấm dứt đại dịch S trong tương lai tại tỉnh Đồng Nai. Nâng cao năng lực mới được đánh máy được, mới giỏi vậy á. Khách hàng ở đâu ra vậy? Cái này là của mình giảng phải không? Tài liệu này đâu ra mà cung cấp cho mình? Ôi. Tất cả các cái hoạt động mà cái mạng lưới của chúng ta nó làm được đó là hạn chế tình trạng lây nhiễm ở trong cộng đồng, và đặc biệt là sẽ giúp hỗ trợ Bình Dương hoàn thành tốt cái mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, và đặc biệt và có thể Bình Dương cũng là một tỉnh có thể phấn đấu 95, mục tiêu là 95-95 vào năm 2020. Đường đi qua nè, đầy giấy mà vui rồi cuộc sống được hạnh phúc. Trong vòng 10 năm qua thì Trung tâm Life và các tổ chức cộng đồng đã đóng góp rất là đáng kể vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS của quốc gia nói chung và của các tỉnh nói riêng. Và cụ thể là từ khi mà có dịch vụ xét nghiệm tại cộng đồng thì chúng tôi đã hỗ trợ và xét nghiệm sàng lọc HIV cho hơn 190.000 trường hợp ở các tỉnh mà chúng tôi thực hiện dự án, phát hiện ra được nhiều ca nhiễm HIV dương tính hơn, đưa vào kết nối điều trị, góp phần giúp cho các tỉnh nhà, các tỉnh chúng tôi đi qua có thể tiến tới gần cái mục tiêu 90-90-90 của chính phủ đề ra vào năm 2020. Công tác phòng chống HIV của thành phố chúng ta trong thời gian qua cũng đạt được nhiều hiệu quả rất là tích cực, mà chúng tôi cho rằng là ngoài cái nỗ lực của ngành y tế phối hợp với các ban ngành đoàn thể thì cái vai trò của các cái tổ chức xã hội hết sức là quan trọng, là các anh chị với cái vai trò của mình thì cũng đã tiếp cận các cái những người có nguy cơ cao ở cộng đồng, và trên cơ sở đó thì tư vấn để cho những người này đến các cái cơ sở y tế, các phòng xét nghiệm, và khi mà có dương tính thì cũng sẽ tư vấn và hướng dẫn đến các cái cơ sở y tế để được điều trị. Thì chúng tôi cho rằng là sắp tới cái vai trò của các cái tổ chức cộng đồng này cũng hết sức quan trọng trong cái việc mà cùng với các cái đơn vị, trong đó có ngành y tế, để chúng ta đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phòng chống AIDS trong thời gian tới. Mà chúng ta cần có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh cũng khen tôi là ngoan hiền.
behalf of USAID. Cái duyên anh chị, trong những lần mà tụi em sao lại tươi thiệt là tươi cười với lớp trẻ, có nghĩa rằng là khi mọi người tham gia chuyến xe này xong thì kết thúc chuyến đi, mọi người gặp